going on? Ok. Câu rồi, trả giá. Trả lời câu đầu tiên nào. How many guests would you invite to your wedding? How many guests would you invite? About 100 person. I don't like a huge wedding because it's so tired. Yeah, you have a lot of money to set your ceremony, a set of ceremony, wedding ceremony. But I'm a poor person. Yeah. So I don't understand why the Vietnamese people want to a huge wedding. A lot of people in Vietnam think that they only get married one time a life. That reason why they want to make it big. They want to organize a very huge wedding. That is why they want to. They would like to invite a lot of people. So, what do you think about that? I think they do it because. When they have a big wedding and they invite a lot of person. The price and the room don't have enough time to talk with the guests. I think they should invite some close friends and relatives and their family. They have a lot of time to share the wonderful time with to each other. Cưới thì mình có hai nhân vật chính đúng không, là bride and groom. Bride, groom. Okay, I think it's also very modern thinking. No, we should save money for brides and grooms. When you have a new slide, you need a lot of money to pay for build. But if you make it big, then you will get a huge return. What do you think? I don't think so. You will receive the. You see a lot of money from your relative and the man usually gives you a little money back. Nói chung là do đó, anh mời họ hàng thì mong ít nhưng mà đi rất nhiều. Người bạn thì mong cái tiền nó cũng chẳng nó đá hao hụt nữa là vừa. Thì con người lỗ kìa. Yeah. That one point that then you go to a lot of weddings, observe friends before. That's right. But when you organize a wedding, you don't want to invite all of them. So, I think that you will get lost. I don't understand one thing. Em quên là từ gì ạ?
Some people complain, don't ask me, don't invite to come grand wedding. But when the bride and groom invite them, they complain. They don't have money. I don't understand why. Chứ cái vui duy nhất đời là vậy đó, không mời thì chết, mà mời thì kêu cái tiền. So do you have any advice for some people when they get married? I think they should make a small wedding. So now, what would you do? What would you do if your parents don't agree with your opinion? My wedding is depend me, not depend my parents. My parents don't like a lot. Ceremony don't like a lot of ceremony. My family don't celebrate any mày em tối giản luôn. Cái gì nói chung là tối giản hết tất cả mọi thứ có thể. Từ đây mình có thể dùng là minimize đúng không? Minimize. Okay, so that's good. It's time to say goodbye. Em đi đây. Okay. Bye bye. Nhanh thế, lại đi chơi cuối tuần rồi. Ok, rồi Giang, your turn. Ok. Anh đá em ra. Thì mình không ai chết đi. Không. Sao vậy? So, do you think getting married means giving up freedom? Yes, I think marriage means giving up freedom. Freedom. you, Maurice, the weekend you cannot go to drink with friend, and go to home early. Mỗi là không nhậu nhẹt nhiều là gì nữa nhỉ? Yeah, that one point. That like you give some example, right? You can summarize the idea like that. When getting married, you need to spend your time on your family. You spend more time on your family. More time, nhiều hơn. So you probably don't have enough time for friends to drink or to play something. Tâm cảm đó. Ok. Ra chú ý là mình sử dụng mấy cái cấu trúc với lại các cái từ mà mình trước mình đã dạy ấy. Cố gắng sử dụng cái đấy rất đơn giản. Cũng người cũng không chấp lại thì là quên nhiều. Ok, so how much does it cost to organize a wedding ceremony? I think it's cost to organize a wedding ceremony about 500 million Việt Nam đồng. Wow, so big. I think
I organized a wedding ceremony. You list relatives, and you buy clothes and everything equipment needs wedding. Okay, yeah. Cái đó là tầm là cost đó. Organize. Ceremony. Okay. Họ hàng người thân thích tập relatives. Khi mà Giang nói là you need đúng không? You need cái động từ chủ ngữ là you thì mình không chia động từ, mình không thêm s ở cuối need, mình chỉ nói là you need thôi. You chia các chủ ngữ là I, you, we, they, mình không chia từ đúng không? Hiện đại đơn. You need to invite. You need to invite your relatives. Ừ, quên mình không nhớ từ mời. Okay. To invite. Supposition. Không biết là. Mê tín dị đoan. Cái này hơi khó. So how many children would you like to have? I want two children. I want to have children. Two children. Why only two? because my parents love two children, one boy and one girl. And I think economy of me đủ nuôi sống thì thế nào thế nhỉ? Nếu mà mình dùng đủ nuôi sống. My salary is just enough to nurture. Just enough to raise or nurture. Nuôi dạy. Nurture. Raise. Ví dụ my salary đúng không? Hoặc là my finance. Ví dụ nói đơn giản hơn, ví dụ I just have enough money, đúng không? I just have enough money to raise two children. So is there any advantage or disadvantage of having two children? I think if you have two children, you have a lot of time to raise
raise two children, and you care children grow up. That's a you can. You care, cái nhà quan tâm nó lớn lên đi. Mình cũng không cần thế, cái câu trước mình đã nói là race rồi, mình nói là race rồi thì cái từ ấy thì mình cũng dùng là we have enough time to take care of our children, đúng không? I would have enough time to take care of my children. Là okay. So what about disadvantage? I think câu này chưa nghĩ ra, hai đứa trẻ chưa nghĩ là cái gì bất lợi. Maybe when you are old, when you get old, okay, and your children grow up and leave your family, so you will feel lonely. No way. I think I guess to all I come nhà dưỡng lão là gì? Chưa dùng cái từ ấy bao giờ nữa không? Ở đấy. Maybe check. Okay. Không đúng từ đấy, không đúng. Nó gọi cái gì à? Nursing. Old piece. Bên trang Google thôi. À, nursing home. Nursing. Nursing home. Nursing home. I come nursing home. I go to nursing home. I think this is not a problem important. Có phải là một vấn đề quá quan trọng? Really? Yes, I think. Maybe at that time the surrounding people use the old. How do you think when the children just come to visit you, maybe once a month or once a year?
Can you repeat tin nó lại? How will you feel? How will you feel when your children just visit you once a month or once a year? Bạn ý là bạn cảm nhận nào về hai đứa trẻ? No. How will you feel when your children just visit you one time a month or one time a year? I super buồn là gì lại quên bored. I want to super boring. Bored? No, not boring. Boring là dùng cho vật, cho hiện tượng. I think I super bored. Unhappy. Unhappy. Maybe one year can visit to can. Hỏi câu nữa nhá. Ok. Ok, mình nói because thì mình nên dùng từ simply because, là many because, nghe là hay hơn. Do you prefer to get married when you are young or old? No. I don't prefer married when young, because when you young, you can miss even most develop work, develop my job, and you can miss make money, and save money. Just be experience, kinh nghiệm. Save money and enrich. 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 Eric, trở nên giàu có. Từ rich là từ giàu có đúng không? Tính từ giàu có. Mình có thể dùng từ enrich. Tức là làm giàu. Enrich. Này hay đấy. Okay. Enrich. Your experience. Nhớ câu của Giang, ví dụ when you young đúng không? Thì mình nói có động từ be, when you are young. When you are young. Cái từ develop career thì mình nên dùng là focus on your career. Thì có phải là cái câu you can make money đúng không? Thì cái từ can ấy nó không được mạnh nữa, mình nên dùng là you need to make a lot of money. A lot
and enrich your experience. Experience. Yeah, sẽ hay hơn rất nhiều, đúng không? Không, hay là dùng là you develop your career and gain experience. Ví dụ là enrich nghe hay rất nhiều. Ngoài ra ví dụ experience thì người ta có thể dùng từ gain. Gain tức là đạt được, là gain kinh nghiệm. Gain experience. Nhưng mà mình từ nghe từ unit kiểu với những cái nước mình dạng kiểu nó gọi là cái kiểu bắt buộc hoặc là gì đấy đúng không? Nó nặng hơn từ can nữa. Đúng rồi, can tức là có thể nhưng mà kiểu need giống như kiểu mình phải làm như đấy. Gần như phải làm như kiểu gần như have to nhưng mà nó nhẹ hơn have to. Need tức là kiểu chỉ cần thôi đúng không? Have to tức là phải. Đấy. Ừ, nghe có đấy, có đấy hợp lý mà hay hơn rồi. Ok, đấy là những cái từ gì mình nói thì cố gắng ghi vào sau. Có cái từ ví dụ because đúng không? You need to get married when you are young. Because đó. Thì mình make nên nói mainly because đó, or simply because. Mainly because you need to focus on your career. You should focus on your career. You need to make a lot of money and enrich your experience. So got that? Okay. Okay. Đã ghi rồi. Okay, hôm nay mình học đây nhá. Okay. Good day. Bye. À, tí hỏi chút cái, hỏi chút một cái, tới tí nhẹ tí. Ờ. Cái mà kế hoạch mình đi du học ở bên Canada ấy thì cái xuất phát từ bao